Hello, xe máy học mang độc logic Sài Gòn xin kính chào cả nhà đại gia đình. Cũng như hàng ngày, xe máy học mang chúc đại gia đình mình một buổi chiều, buổi tối vui vẻ, mạnh khỏe và an lạc nhé. Và hôm nay học mang cũng mới về một chiếc quay thái 201 thắng đĩa. Hồ sơ cầm tay có sẵn luôn nha các bạn. Đời 201, gác chân dài, phụ đinh đen. Xe này là hồ sơ có sẵn luôn nha các bạn ơi. Xe này là nói chung là zin toàn bộ đó, đầu nồi chưa rớt, má êm, nồi cực kỳ còn bốc lắm nha các bạn, nồi còn bốc lắm nha. Câm niềng bô là còn theo xe hết, mà cũng dán tranh thủ quay sớm tí chứ để chiều là không thấy đường quay luôn các bạn ơi. Xanh vô si, căm mốc còn màu nha các bạn ơi, căm mốc còn màu nha. Căm mốc là còn trắng lắm á, xe chất xe còn đẹp lắm, khá lắm. Bây giờ mình quay tranh thủ quay sớm tí thì nó cũng anh em cũng có thể coi được cái chân dung nhan của em nó, chứ tối nó là khách thấy đường rồi. Hiện tại cũng gần là 5 giờ rưỡi hơn rồi các bạn ơi. Áo tem zin còn đẹp, có chạy cái phần về trước các bạn ơi, hơi bị chạy nha. Áo liên lạc không có bị gãy, không bị gãy bát nha. Máy đang ngủ luôn các bạn. Rồi cũng gần Tết rồi, Hồng Mai sẽ nhập những cái nguồn xe mà máy chức, hồ sơ nhanh để anh em mà để có thể đăng bộ liền, sang tên liền. Đây 19.000 chắc không phải rồi, xe này cũng phải khoảng 39.000. 40.000 độ quá lại á. Nó vẫn còn đẹp, vẫn còn nút, vẫn còn màu. Mờ quá. Vẫn còn màu hết trơn nha. Tối quá. Mở đèn nè, còn màu hết trơn. Không kịp rồi, không ai phải quay ra đèn thôi, quay chợ cái đèn. Hôm nay tranh thủ gần Tết, hôm nay sẽ lấy những cái nguồn xe mà giấy tờ nhanh lẹ, hồ sơ có sẵn đó, về sang tên liền để cấp cho những anh em đó, những dòng xe đẹp, xe chất. Đẹp lắm bạn ơi, xe hôm nay cũng chưa rửa, thịt xịt nước sơ được rồi, mùi dơ lắm bạn ơi, thấy không, xe bám dơ bám sình rồi, mà máy cũng đang nổ nè. Đây máy thì thầm luôn các bạn. Bô rất đẹp các bạn ơi, bô zin theo xe nha. Đúng. Vàng bạc lóc zin. Xe này vàng bạc lóc zin luôn nè. Thank you.
cao su zin theo xe luôn nè. Đó, cao su zin theo xe luôn các bạn. Cấp rất đẹp. Cặp te là không có bị chày mớp luôn nha các bạn. Te liền lạc đồ đẹp lắm. Hơi cũ thiệt nhưng mà đẹp lắm. Tem không có chày. Tem này là tem hàng mới, tem Thái hàng mới nha các bạn. Tem này có dán lại rồi, tem Thái hàng mới nha. Áo thì sơn zin, áo sơn zin, tem thì tem Thái hàng mới nha, đúng hàng Thái luôn nha bạn. Cầm còn đẹp lắm. Bình xưa còn đẹp đang thui nha bạn ơi. Bình xưa đi xe zin thấy không? Bình xưa còn dày nha, không bụng không gì hết trơn nha. Đó, nhìn bình xưa à, rất đẹp thấy không? Cầm liền theo xe còn đẹp, không có bị xét, bị bung. Chưa có dợp luôn. Má theo xe thấy không? Đẹp chưa? Cái ti còn đẹp luôn nè. Hồng An quay rất kỹ, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên luôn nha. Không sót, không bỏ sót nha các bạn. Anh em chịu khó để ý kỹ giùm Hồng Hồng An nha. Nhà gấp không mục không gì hết nè, thấy không? Còn đẹp không mục chân nha. Đó, quay từ dưới lên trên luôn á, thấy chưa? Đó, từ đây xuống dưới mình kéo lại. Anh em cứ xem cho kỹ vô ha. Được thì chốt với Hồng Hồng An luôn. Nó vui theo xe luôn nè, thấy không? Cô 1985. Cô đẹp lắm nè. Cô không mớp không chày nha bạn. Có dập một tí à. Đi dập nữa nha. Đó.
đùm đẹp má, đùm đẹp, chỉ dập một lỗi cho đó thôi à. Gấp còn đẹp các bạn, gấp nè, các bạn nhìn kỹ gấp nè, gấp xuất sắc luôn á, gấp zin nha. Hơi bị dơ thôi, gấp không mục nữa chứ. Xe khô ráo nha, không có miếng nhớt nào hết trơn á. Khô ráo sạch sẽ, không có miếng nhớt soi luôn cái đầu máy cái nữa, bên đây nữa. Đi dướng kẹt rồi. Dướng kẹt rồi. Này da yên bọc lại rồi các bạn, xe này da yên bọc lại rồi nha. Xăng zin nè, còn màu nè. Số 10
kìa em. Đầy đủ nha bạn, tích pha đầy đủ luôn nha. Và hôm nay Học Lan cũng mới giao chiếc game đời 92 tem hồng có một người anh ở quận 4 chuyên chơi sưu tầm xe à, hôm nay là mới bàn giao chảnh luôn à, hôm nay với giấy tờ một phần một học mấy bộ giấy tờ hôm nay cũng là chuẩn bị làm sẵn hết rồi, chuẩn bị xuất hóa đơn lúc gốc rồi. Một chiếc phiêu thờ đỏ đèo đỏ đen 204 chuẩn bị ngày mai xuất hóa đơn là nạp rút luôn, tranh thủ rút sớm cho anh em để ăn Tết các bạn ơi. Tay quay là Tết rồi và Hồng An cũng còn rất rất nhiều xe mà cũng chưa có làm kịp nữa, cái nào xong thì Hồng An sẽ giới thiệu nữa ha. Tạm thời chiếc này đi, con này Hồng An bán đúng 38 triệu nha các bạn, hồ sơ cầm tay anh em đưa tên tỉnh gì đó đưa tên thì ông An chỉ xuất có đơn là về sang tên liền à. Ngọt ngào luôn, ngọt ngào luôn á. $38 triệu nha, anh em đưa tên xuất hóa đơn cái là Hồng An là kèm hồ sơ gốc là Hồng An chuyển gì về tỉnh cho các bạn luôn á, về đăng nhập liền luôn, khỏi cần đợi rút nữa, không cần đợi rút nữa các bạn ơi. Xe này các bạn không cần đợi rút hồ sơ nữa, hồ sơ có sẵn luôn rồi, về đăng nhập luôn rồi chạy Tết. Ok, không cần hẹn hò hò hiếc gì trơn á. Sạch sẽ lắm, dính bụi với nó cũng còn sạch sẽ lắm, cái này về rửa cái đẹp đẹp lắm nha các bạn ơi. Xe đều đều không ăn đẻ luôn rồi. Ok, xe máy không ăn đọc ở trước Sài Gòn xin kính chào cả nhà, chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ, mạnh khỏe và an lạc. Các bạn thích thì hãy đăng ký kênh, nhấn nút chuông của xe máy Hồng An YouTube và gửi những cái clip mới nhất của Hồng An gửi về cho các bạn tham khảo đánh giá, thì các bạn có thể thích thì các bạn hãy đăng ký và đặt cặp cho Hồng An, mình nhận được những chiếc xe mới nhất của Hồng An đăng lên, chứ để nó nhiều khi mình không đăng ký á nó trễ đi rồi những anh em khác họ đăng ký họ sẽ xem và họ sẽ đặt cặp trước, có đâm ra những người mình bị trễ cái duyên. À, anh em thì cứ đăng ký kênh, nhấn nút chuông đi để YouTube báo về cho mình những cái clip mới Hồng An quay hàng ngày đó, buổi chiều đó. Và anh em cứ từ từ xem kỹ, rồi mình không rành thì mình nhờ anh em á, người nào rành á ngồi xem với mình, đánh giá chung với mình, thì Hồng An quay rất kỹ, rất chi tiết và rất cận cảnh luôn, thì đâm ra anh em cứ xem đi xem lại 2 lần 3 lần gì đó anh em mình quyết định rồi chốt cạch gì đó mình lấy. Còn riêng về máy móc Hồng An bao đầu nồi chưa rớt, máy êm zin không hú không giọng, bảo hành 6 tháng cho anh em chơi chiếc này luôn.
và định kỳ thay nhất 1.200 cây, anh em nhớ thay nhất nha. Mấy cái dòng xe cũ này nè, anh em quan trọng là nhất nha, phải thay đúng định kỳ thì nó mới bền được, đúng không? Ông An cũng có nói mấy cái clip trước rồi, một chiếc xe cái nhất nó rất quan trọng các bạn ơi. Nhớ 1.000 hoặc 1.200 cây các bạn nên thay, và thay những loại nhất tốt nhất hiện nay đi, đừng có hà tiện vài chục ngàn, vì vài chục ngàn đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái máy của các bạn đi. Bảo hành 6 tháng cho các bạn sử dụng một chiếc xe, và anh em muốn quay đầu gì đó, chơi chán quay đầu lại 15% đến 10%, Hồng An sẽ mua lại chiếc xe này. Mà những xe Hồng An bán ra Hồng An mới thu vô nha, còn anh em mua chỗ khác thì Hồng An sẽ đánh giá lại. Rồi bye bye các bạn.